Question 23. Which license is required for California individuals who are employed directly as salaried loan officers for a big bank? A. Salesperson license. B. Federally registered MLO license. C. State licensed MLO. D. No license required. Correct answer is B. Federally registered MLO license. Câu hỏi 23. Cá nhân California được tuyển dụng trực tiếp làm nhân viên cho vay cho một ngân hàng lớn cần có giấy phép gì? A. Giấy phép nhân viên bán hàng. B. Giấy phép MLO được đăng ký liên bang. C. MLO được tiểu bang cấp phép. D. Không cần giấy phép. Câu trả lời đúng là B. Giấy phép MLO được đăng ký liên bang.